Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Trung Lab Official của mình. Thì giới thiệu một chút, mình là Quân và là tác giả của blog trunglab.com. Dành cho những các bạn nào mà lần đầu tiên đến với kênh YouTube này của mình ấy, thì đây sẽ là nơi mà mình tạo ra các video, tạo ra các cái khóa học để mình chia sẻ những cái kinh nghiệm làm việc thực tế trong các cái công ty công nghệ và trên cái chặng đường phát triển cái sự nghiệp lập trình viên của mình nhé. Thì như cái tiêu đề của cái video thì buổi ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thuật toán, giải quyết một cái thuật toán khá là thú vị, và mình sử dụng cái ngôn ngữ là JavaScript nha các bạn. Thì cái thuật toán này ấy, vì cái video này nhé, nó là cái video đầu tiên của cái chuỗi series thuật toán nên cho phép mình giới thiệu thêm một chút nha các bạn. Thì các bạn đầu tiên này, các bạn vào cho mình trang trunglab.com. Đây sẽ là cái trang blog chính thức của mình nhé. Và mình có để một cái menu là cái menu thuật toán ở đây. Thì cái bài post này này, cái bài post này sẽ là nơi mà các bạn có thể sử dụng như là một cái menu, như là cái mục lục để các bạn dễ dàng di chuyển đến các cái bài viết liên quan đến cái phần thuật toán hay là cái chuỗi series. Đó là mình đặt cái tên, đó là cái chuỗi series xử lý thuật toán với JavaScript của mình nhé. Thì mình sẽ update những cái bài học ở đây. Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm thấy những cái video liên quan về thuật toán mà mình hướng dẫn ở trên cái YouTube. Thì các bạn search cho mình Trung Quân Dev thì các bạn sẽ ra cái kênh của mình là Trung Quân Dev Official, hoặc là chính là cái video này mà các bạn đang xem này này. Thì ở cái trang chủ mình cũng sẽ để một cái phần một cái danh sách phát ở đây, đó là thuật toán. Và khi mà nó có nhiều thì nó sẽ có nhiều video ở đây nhé, tương tự như cái khóa Start Learn Stack của mình ở đây nhé. Hoặc là các bạn có thể vào phần danh sách phát trên kênh của mình ấy, thì các bạn cũng sẽ dễ dàng tìm thấy cái sự thuật toán ở đây nhé. Giới thiệu nhanh vậy nhé. Còn mình sẽ quay qua cái nội dung chính của buổi ngày hôm nay. Cũng hay, đó là một cái thuật toán. Giới thiệu một chút thì đây sẽ là một cái thuật toán mà mình gặp, cũng có thể nói là gặp vài lần rồi. Mình cũng tìm hiểu trên mạng về những cái câu hỏi phỏng vấn thú vị, những cái thuật toán phỏng vấn thú vị này, hoặc là cũng có một số học viên của mình cũng đã có hỏi mình về cái thuật toán này. Thì mình sẽ cho nên là mình quyết định lựa chọn cái video đầu tiên mở màn cho cái chuỗi series thuật toán, làm video về thuật toán của mình bằng cái bài tập thuật toán nó khá là hay này nhé. Cái đề bài ấy đó là mình sẽ cho một cái mảng dữ liệu. Ví dụ như đây là cái mảng dữ liệu của mình này đấy nhé. Mình để comment ấy có thể nó hơi mờ nên là mình sẽ mình sẽ làm viết luôn đấy nhé. Thôi array luôn đi đây. Thôi mình để là list đi, một cái list dữ liệu cũng được. Kiểu dữ liệu của nó là kiểu mảng, kiểu array. Thì đây, sau khi mình có cái list này rồi, mình sẽ cần phải tìm ra cái phần tử bị lặp, bị duplicate, có nghĩa là bị lặp đầu tiên trong cái mảng này. Và mình có đóng mở ngoặc ở đây một cái câu, đó là với độ phức tạp thuật toán tối ưu nhất. Tại sao mình lại để một cái đóng mở ngoặc ở đây? Thì bởi vì nhé, khi mà các bạn đi phỏng vấn lập trình thì cái người ra đề ấy, họ chỉ sẽ đưa cho các bạn đến một cái đề bài ở đây thôi, tìm phần tử bị duplicate đầu tiên trong cái mảng này, thế thôi. Họ sẽ không cho các bạn một cái câu như này, đó là yêu cầu thuật toán tối ưu nhất đâu, bởi vì họ muốn là dựa trên cái những gì mà các bạn làm, các bạn đưa cho họ xem để họ đánh giá. Thì sau khi đánh giá, nếu mà cái độ phức tạp thuật toán và cái cách của các bạn làm ấy nó hơi phức tạp hơn, thì họ mới sẽ bảo các bạn là có cách nào để làm tối ưu hơn cái bài tập này hay không, cái đề bài này hay không đấy. Thì còn đây là cái video hướng dẫn nên thành ra là mình sẽ để luôn cho các bạn cái đề bài là với yêu cầu cái độ phức tạp thuật toán tối ưu nhất có thể, chính xác là có thể đi. Đấy, mình sẽ để như vậy. Cho mình nói nhanh một chút, vì đây là cái buổi đầu tiên ấy, thì mình cũng có làm
viết một cái bài blog về cái độ phức tạp của thuật toán là gì. Các bạn chính vì về cái phần thuật toán trên trang blog chocodep.com này của mình nhé, thì cái bài đầu tiên đấy, đây bài một này, thuật toán và độ phức tạp của thuật toán trong lập trình là gì, các bạn có thể vào các bạn đọc cái bài này nhé. Đây mình có giải thích về khái niệm cũng như là đưa ra những cái ví dụ, hai ví dụ cực kỳ đơn giản, các bạn chịu khó đọc ở đây là các bạn sẽ hiểu về độ phức tạp của thuật toán của mình nhé. Ok, mình giới thiệu, cho phép mình giới thiệu nhanh trước thế thôi, thì mình sẽ tập trung vào cái buổi ngày mai luôn cho nhanh để tránh mất thời gian lãng phí của bạn nhé. Ok, thì với cái yêu cầu bài tập ở đây, cũng vì là cái video buổi đầu tiên nên là ok, thì mình sẽ sử dụng cái nốt version phiên bản là 14.18.2 và cái hệ điều hành mình đang sử dụng là Windows, và mình cài cái thằng WSL, thằng này là Windows Subsystem for Linux của thằng Windows để mà chạy Ubuntu bên trong nền của Windows ấy. Thì chỉ cần các bạn cài được Node.js và chạy Node-v lên là có version từ 10 trở lên hoặc 14 trở lên như mình đi, thì các bạn có thể làm được các bài này giống mình nhé. Bởi vì đơn giản đấy là mình chạy cái file JS trên cái thằng Node thế thôi. Thì còn nếu bạn nào mà muốn cài đặt cái WSL giống mình ấy, thì ok, mình cũng có một cái hướng dẫn cực kỳ chi tiết rồi, sau mình giới thiệu nốt. Đây, đó là cài đặt WSL2 để sử dụng Ubuntu dễ dàng trên Windows. Sau này ở đây có những cái bài viết khác ấy, thì các bạn có thể search ở cái chỗ thanh tìm kiếm đây nhé. Các bạn chỉ cần search là WSL thôi, thì search xong là có cái WSL2 ở đây để các bạn làm theo mình nhé, để các bạn cài đặt được cái thằng WSL. Ok, đấy là về môi trường. Thì vì video đầu tiên nên là mình nói luôn về cái môi trường, còn từ những cái video sau trong cái chuỗi series này mình sẽ không nhắc gì về cái môi trường mà mình đang làm nữa nhé. Ok, rồi bây giờ mình có một cái list dữ liệu là một cái array như này. Bây giờ mình sẽ cần phải xử lý nó đúng không? Mình sẽ tạo một cái function đi. Mình sẽ đặt tên cái function này đó là get first duplicate value đi. Array. Rồi như này, mình sẽ tạo một cái function nhé. Một cái array function, và cái giá trị đầu vào này này mình sẽ chuyển vào là cái array dữ liệu hoặc là list cũng được. Thì thôi mình để cái tên array đi cho nó, vì là value of array mà. Rồi thì trong cái này thì dĩ nhiên là có nhiều bạn cũng đã có thể nghĩ ra rồi là chúng ta sẽ dùng vòng lặp ở đây đúng không? Thì ok, đầu tiên mình sẽ tạo một cái biến. Cái biến này là mình sẽ đặt tên là biến tem, biến tạm thôi, TMP nhé. Kiểu đây là một cái biến tạm ấy. Mình sẽ gán cho nó một cái giá trị là một cái object dẫu. Ok, chút nữa mình sẽ giải thích kỹ hơn nhé, các bạn cứ gõ code theo mình đi đã nhé. Tạm bằng dẫu này, thì tiếp theo mình sẽ chạy vào vòng for ở đây. Mình sẽ for cái gì? Mình sẽ for constant này, value of array. Đây, mình sẽ sử dụng thằng for of, mình lấy cái for of để mình lấy value của cái array ra nhé. Rồi, value of array. Tiếp theo mình sẽ có một cái vòng if ở đây trong vòng for nhé. Các bạn cho mình cái vòng if, mình if cái gì? Mình sẽ kiểm tra xem TMT tạm của cái key là value có tồn tại hay chưa. Nếu mà nếu mà cái thằng tạm này này với cái key là value nó đã có giá trị rồi, thì mình sẽ làm gì? Rất đơn giản thôi, mình sẽ return luôn cái biến tạm và value cái giá trị này ra. Còn nếu ngược lại, nếu không ấy, bình thường ấy, chỗ này thì có thể viết là như này, if rồi else kiểu này cũng được, thì else đúng không? Nhưng mà vì là mình có return ở đây rồi nên mình không lo nữa. Khi mà return nó chạy ấy, thì cũng không cần lo đến cái thằng dòng lệnh, những cái dòng code ở bên dưới của nó nữa nhé. Nên là mình sẽ viết ngắn gọn, mình viết nó trên một dòng thôi. Ok, nếu như mà không thằng TMP value này này nó chưa có giá trị thì sao? Cực kỳ đơn giản, các bạn lại
cho mình một cái dòng nữa, TMP value bằng cái gì, bằng chính value thôi. Rồi value như này, ok. Rồi mình sẽ cho hai dòng này về gần nhau nhé. Tiếp theo ở dưới dưới cái vòng for này này, bên ngoài scope của vòng for nhé, các bạn cho mình cái return nữa, return trừ một. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu như mà khi mà mình chạy hết cái list này rồi mà mình không tìm thấy cái thằng nào bị lọc cả thì mình sẽ trả về cái giá trị là âm 1. Thế thôi, đơn giản vậy thôi. Thì ok, bây giờ cái function của chúng ta sẽ chỉ có như thế này thôi nhé. Mình sẽ chạy thử trước và mình sẽ yên tâm là các mình sẽ giải thích lại một cách tổng quát lại cho các bạn. Thì mình sẽ như này nhỉ. Constant mình biết cái tên biến nó ngắn rồi nhé, file đắp đi value bằng cái gì, chính là bằng cái get first và duplicate value of array của mình, và mình truyền vào cái gì, mình truyền vào cái list này của mình. Tiếp theo mình sẽ con so chấm lock, mình sẽ lock ra cái cái dòng đi. Đây, đơn giản là mình sẽ file nó ra, mình lock nó ra là mình tìm cái thằng first duplicate of array này này. Đây, mình sẽ lock nó ra, mình kiểm tra cái hàm của mình này, cái function này của mình nó đã chạy đúng theo cái yêu cầu và mình đã mong muốn ở đề bài hay chưa, đó là tìm cái thằng bị đọc đầu tiên. Ok, thì bây giờ mình sẽ chạy cái file index.js nằm trong cái thư mục số 4 là file first duplicate value of array của mình nhé. Node này 4 gạch ngang rồi xuyệt index.js. Đây các bạn có thể thấy đây, first duplicate value is, hay chưa? Đây là cái giá trị file value của mình sẽ là thằng A. Thì các bạn nhìn vào cái mạng ban đầu của mình sẽ đây, thằng A đầu tiên nó xuất hiện này, tiếp theo đến thằng B, sau đó đến thằng A, rồi DD chẳng hạn. Thì DD cũng bị đúc, nhưng cái thằng A này nó bị đúc đầu tiên, nó là phần tử bị đắp đi kết đầu tiên, nên nó sẽ trả ra kết quả cho chúng ta là thằng A này. Ok, đấy, vậy là cái hàm của chúng ta xong đó, rất là đơn giản thế thôi. Nhưng mà tuy nhiên, để mình giải thích chút về cái độ phức tạp của cái thuật toán ở trong cái hàm này, tại sao mình lại cho nó là tối ưu. Thì như các bạn có thể thấy này, mình đặt một cái biến tạo, và trong vòng for mình kiểm tra cái biến tạo này, object với cái key, mình sẽ lấy chính cái value này làm key và cái giá trị của nó cũng chính là cái value luôn. Đây, TMP value bằng value, có nghĩa là dùng value này làm key của cái JSON object và cái giá trị cũng chính là bằng cái value này luôn. Đấy. Thì mình sẽ có một cái vòng if trước, mình kiểm tra nếu như trong cái biến tạo của mình mà đã tồn tại cái thằng giá trị này với cái key chính là nó rồi, thì đơn giản là mình trả ra nó luôn. Thì trong trường hợp này cái mình return ở đây ấy chính là thằng return cái kết quả là A của mình. Đấy. Còn nếu mà trường hợp mà nó không tìm thấy thì nó sẽ gán chính cái value vào trong cái thằng TMP này và không tìm thấy thì nó ra trừ 1. Thì ok, đấy là mình giải thích tổng quan lại tại sao nó lại là tối ưu. Trong trường hợp của mình nó chạy đến cái thằng thứ ba là thằng A này này. Đây, nó chạy đến vòng if, cái vòng for của mình nhé, nó chạy đến cái thằng thằng phần tử thứ ba 0, 1, 2 ở đây thì nó start từ 0 trong cái thuật ngữ, trong cái lập trình của chúng ta là như vậy. Còn về cái phần nhìn ấy, thì nó là 1, 2, 3 phần tử thứ ba, mình sẽ nói là phần tử thứ ba đi. Thì khi nó chạy đây nó tìm thấy và nó return luôn, có nghĩa là cái vòng for này nó sẽ không chạy nữa, nó không quan tâm những cái thằng phía sau này là gì nữa, bởi vì nó tìm thấy cái thằng mà nó đã mong muốn rồi và mình đã mong muốn từ đầu là thằng A theo như đề bài, đúng không? Thì nó sẽ return luôn, thay vì là nó phải chạy dư thừa cái vòng lặp tiếp theo. Đấy, thì mình có giải thích kỹ về cái độ phức tạp của thuật toán ở trong cái bài post này rồi, ở trong cái bài post số 1 này rồi, thuật toán độ phức tạp, các bạn đọc và các bạn sẽ hiểu nhé. Ok, mình nói vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ log luôn cho các bạn xem là nó sẽ như thế nào.
Thì ở trong cái vòng for này nhé, trước cái if này các bạn cho mình thêm một dòng nữa. Các bạn lock cho mình cái gì? Console sẽ lock cho mình chính cái thằng TMP này ra. Đấy, nó lock cho mình thì các bạn sẽ thấy ngay. Đây, mình sẽ chạy lại cái lệnh vừa rồi nhé. Thì các bạn nhìn này. Ok, mình sẽ kéo cao lên một chút. Đây, thì các bạn thấy cái vòng lặp của mình, đầu tiên thì dĩ nhiên cái thằng TMP này nó đang là một cái JSON object rỗng rồi. Nó chạy đến thằng A đầu tiên. Thằng A nó chưa có trong cái JSON object TMP tạm của chúng ta. Thì nó sẽ gán thằng A vào đây với cái key cũng là A và cái value cũng là A, đơn giản đúng không? Tiếp theo nó chạy thằng B, tương tự nó cũng gán thằng B vào. Còn đến cái lần thứ 3 nó chạy đến thằng A này, à nó tìm thấy thằng A này bị lặp rồi. Đấy, thì nó trả luôn cho mình first target value, cái kết quả nó return ra đây luôn. Đấy. Thì đấy, nếu như giả sử trường hợp nhé, mà mình ở giữa thằng B và thằng A này, mình sẽ cho thêm một cái là thằng C đi. C ở đây. Rồi nhá, mình lưu lại này và mình chạy thì các bạn nhìn này. Đấy, nó sẽ chạy thêm một lần nữa đến thằng C để nó lưu thằng C vào trong TMP của chúng ta nhé. Đấy, thế thôi. Rồi nếu mà thêm nữa thì nó cứ đến cái thằng nào bị đúc đầu tiên nó sẽ dừng. Hoặc là trong trường hợp này mình không còn thằng A nữa đi, hoặc là thằng A mình để ở cuối cùng chẳng hạn. Đây, mình sẽ để thằng A ở cuối cùng nhé. Thì sao? Thì về cái phần nhìn của chúng ta ấy, vì đây là ví dụ đơn giản nên chúng ta có thể nhìn thấy luôn. D sẽ là cái thằng được lock ra đúng không? ABC đến D. Rồi mình lưu lại này. Thì đây nó chạy ABC đến D và nó chạy đến cái thằng D tiếp theo này là first duplicate, sẽ là bây giờ lúc này sẽ là thằng D rồi. Ok. Và nó sẽ không quan tâm E, B, X, Y, Z, A và sau này nữa. Ok nhá. Còn giả sử trường hợp mà nó return -1 thì sao đúng không? Sẽ có, đó là ví dụ như mình để ABCD đi. Rõ ràng là cái list của chúng ta không còn cái phần từ bị đúc nữa. Thì như thế nào? Đây, mình sẽ lại first duplicate value Y -1. Ok. Từ. Thì chỗ này ấy, mình nói luôn là nó chạy đến A này, B này, rồi đến C này, đến cuối cùng đến D thì nó cũng không tìm thấy nữa rồi. Thì cuối cùng là nó không tìm thấy nữa thì nó cũng gán thằng D vào đây rồi đấy. Nhưng mà vì nó không chạy vòng for lần cuối nữa nên các bạn không thấy thằng D ở đây thôi. Cho nên là nó không tìm thấy hết, nó chạy hết vòng for rồi và nó sẽ trả về chúng ta -1 luôn. Thì thực ra là tùy cái chỗ này, nếu như các bạn có thể trước thằng file next này các bạn if cho mình một cái ấy. Trong thực tế khi mình đi làm nó sẽ tùy vào từng spec ấy. Ví dụ mình if file index file duck value này này. À, để mình xem này. Đây, nếu như nó bằng -1 thì sao? Thì nếu như nó bằng -1 thì là lock ra cái no result file. Còn ngược lại đúng không? Đây, chờ mình một chút nhé. Cái chỗ này ngoài scope này là mình như này đi, else. Đấy, còn nếu như nó không bằng -1 đấy, có nghĩa là nó tìm thấy. Đấy, thì mình mới lock cái first duplicate value is file value ra đây nhé. Ok nhé. Thì bây giờ mình chạy lại nhìn này. Đây, no result file, result file. Ok, mình sẽ bỏ cái console log của cái ở trong cái first duck array này đi nhé. Mình làm lại này. Đây, no result file nhé các bạn. Kéo lại cái tên thư mục cái tên file của mình nó hơi dài, các bạn chỉ khó nhìn chỗ này một chút. Đấy, no result file. Còn AB rồi chỗ này. Rồi, mình sẽ để lại thằng A ở đây đi. CD. Coi như nó không quan tâm chỗ này thì sẽ rồi, mình sẽ để lại đi ban đầu. Thì đến đây mình muốn tìm thằng A. Đấy, mình chạy lại lần cuối nhé. Đó, thì first duplicate value is A. Ok. Đấy, đấy là cái một cái thuật toán cơ bản thôi, nhưng mà nó rất là hay và cũng được nhiều những cái nhà tuyển dụng nó hay sử dụng, họ hay sử dụng vào để làm cả một cái câu hỏi, một trong nhiều câu hỏi phỏng vấn về thuật toán. Đó. Ok. Ok, thì cái code của buổi ngày hôm nay ấy, code này này mình sẽ đẩy nó lên trên GitHub và để cho các bạn public cho các bạn nhé. Thì xem một chút,
GitHub đúng không? Đây thì về cái repo GitHub của mình ấy, các bạn có thể vào cho mình. Đối với những bạn nào mà đã từng học cái khóa Merge Stack của mình ấy, thì các bạn biết là mình đây xóa start Merge Stack thì mình có cái nhé, repo là Jupyter Public Utilities Algorithm Algorithm. Thì đối với những bạn nào mà lần đầu tiên đến với cái video này ấy, thì đây các bạn có thể tìm thấy dễ dàng này. Các bạn chịu khó search cho mình một chút, đó là github.com, xong các bạn duyệt cho mình là Jupyter. Thì đây là profile trên GitHub của mình. Sang phần repository thì các bạn có thể search là đây algorithm, thì đây sẽ là cái public này này. Đây các bạn vào cái public này nhé. Thì toàn bộ những cái video, những cái bài giảng liên quan đến phần thuật toán, hoặc những cái utility, gọi là những cái tiện ích đi, những cái tiện ích hay trong quá trình mình làm việc thực tế, thì mình sẽ đều cập nhật ở cái repo này. Ok nhé. Thì các bạn có thể cho mình một star ở đây để mình lấy động lực làm tiếp những cái video, những cái bài giảng tiếp theo nhé. Rồi, còn bây giờ mình sẽ đẩy code lên trên GitHub. Việc mà đẩy code lên trên GitHub ấy, đây, GitHub chấm này, những cái đối với bạn nào mà lần đầu tiên đến với cái cái buổi này ấy, thì cái việc mà đẩy code lên GitHub thì bạn nào mà chưa quen nhé, mình nói nhanh một chút, bạn nào chưa quen thì các bạn vào cái khóa Start Merge Stack của mình, cái video số 1 đi, đây, và kéo đến, các bạn có thể tua nhanh đến phần cuối thì bạn mình sẽ hướng dẫn rất kỹ về cái việc là push code lên trên GitHub một cách chuẩn như kiểu làm việc teamwork thực tế nha các bạn. Đấy, các bạn chịu khó một chút thì các bạn xem qua một chút thì sẽ hiểu. Còn vì cái video này thì mình sẽ làm luôn nhé. Đó là git add chấm này, sau đó git mình sẽ chờ, mình sẽ đẩy lên hôm nay, và mình sẽ đặt cái tên nó 4 này, file first get in duplicate value hoặc array data đi. Rồi. Và mình sẽ use post origin, mình đang đứng từ cái branch là file first. Rồi, buổi đầu nó hơi dài một chút vì là mình cũng phải giới thiệu qua nhanh nhanh. Thì buổi sau thì mình sẽ đi thẳng vào luôn những cái thuật toán cho các bạn. Ok, mình sẽ tạo một request, mình check lại code của mình một lượt. Ok, ok, mình cũng có cập nhật cái readme thôi. Rồi, mình sẽ mở code luôn. Right. Mình sẽ quay lại đi check out main git pull origin main. Mình sẽ xóa luôn cái branch vừa rồi là file first duplicate of branch, cho nó gọn nhẹ sạch sẽ. Các bạn mình có thể kiểm tra lại này, các bạn có thể vào đây để các bạn lấy code nhé. Đây, nếu như các bạn nào muốn copy code, mình khuyên các bạn nên code nha các bạn. Xong này có cái danh sách những cái folder, những cái thứ ở cái content. Ok, kết của cái buổi ngày hôm nay ấy, thì mình cũng muốn một chút, đó là tự nhiên là trong đầu chả nghĩ ra cái chữ gì. Trước khi làm thì mình cũng nghĩ ra nhiều lắm, nhưng mà tự nhiên đột xuất trong đầu nó không nghĩ ra gì. Thì bạn nào mà lần đầu tiên đến với kênh YouTube của mình, nếu mà thấy cái video của mình hay ấy, những video thì các bạn tặng cho mình một subscriber cho kênh của mình nhé. Còn ngoài ra ấy, vì cái giải thuật của YouTube là nó ưu tiên những cái video có nhiều like, cho nên là nếu bạn nào mà thích cái video này của mình ấy, thì các bạn có thể tặng mình một like vào cái video này ở bên dưới nhé. Còn ngoài ra, nếu bạn nào có những cái cách làm nó thú vị này, nó hay hơn hoặc ngắn hơn của cái bài tập ngày hôm nay, các bạn có thể comment ở bên dưới cái phần mô tả của video, cũng như là các bạn
muốn mình làm về cái thuật toán nào mà các bạn đang thắc mắc hay như này như kia, các bạn muốn mình giải thích thì các bạn có thể comment ở bên dưới, thì mình sẽ cố gắng tổng hợp list lại và mình sẽ làm dần dần nó, và mình sẽ update nó vào cái chuỗi series xử lý thuật toán với JavaScript trên cái kênh YouTube Trường Lab Official này của mình nhé. Ok, bye bye, xin chào các bạn.